Chúng ta tiếp tục đến với ví dụ 10 trong cái phần ma trận phù hợp và ma trận nghịch đảo. Ví dụ 10 cũng là một ví dụ lấy từ đề thi của K54. Thì trong ví dụ 10, người ta cho ma trận A là một cái ma trận vuông cấp 5 và không suy biến, và gọi AC1, AC2, AC3, AC4, AC5 sẽ lần lượt là các vector cột của ma trận A. Và đề bài yêu cầu chúng ta tính cái kết quả của cái phép A mũ trừ 1 nhân với các A cột 1 cộng A cột 3 cộng A cột 5. Rồi chúng ta sẽ đi giải cái bài toán này. Đầu tiên đến là chúng ta có được ma trận A là ma trận không suy biến, do đó mà áp dụng cái tính chất của ma trận nghịch đảo, chúng ta có được đến A mũ trừ 1 nhân A thì chính bằng ma trận đơn vị E. Và do A là một ma trận vuông cấp 5, cho nên là cái ma trận đơn vị E cũng là một cái ma trận vuông cấp 5. Và khi đó nó được biểu diễn dưới dạng ma trận đơn vị E thì chính là bằng nó có các phần tử trên đường chéo chính là bằng 1, mà các phần tử nằm ngoài đường chéo chính sẽ bằng 0. Và nó sẽ là một cái ma trận cấp 5 nhân 5 như thế này. Như vậy thì theo cái tính chất của cái phép nhân ma trận ấy, thì chúng ta được cái vector cột y, vector cột j trong cái ma trận A nhân B ấy, thì nó chính là bằng ma trận A mà nhân với cả cái vector cột j trong ma trận B. Thì đó thì các cái cột 1, cột 3 và cột 5 trong cái ma trận A trừ 1 nhân A thì nó sẽ lần lượt là A trừ 1 nhân A tất cả cột 1, và nó sẽ bằng A trừ 1 nhân với cả A cột 1. Và rõ ràng là cột 1 trong cái ma trận A trừ 1 nhân A thì chính là bằng cột 1 trong ma trận E, vì hai ma trận này bằng nhau. Nên là cột 1 trong cái ma trận A trừ 1 nhân A thì chính là bằng 1, 0, 0, 0, 0. Thế tiếp theo chúng ta có thể tính được cái cột 3 trong cái ma trận A trừ 1 nhân A thì chính bằng 0, 0, 1, 0, 0. Chính là cái cột thứ 3 này. Thế còn cột thứ 5 trong cái ma trận A trừ 1 nhân A thì chính là bằng cột 5 trong ma trận E, và chính là bằng 0, 0, 0, 1 ở đây. Và từ đó thì chúng ta có thể tính được cái phép tính này bằng cách chúng ta khai triển ra A trừ 1 mà nhân với cả tổng A cột 1 cộng A cột 3 cộng A cột 5 thì nó chính là A trừ 1 nhân A cột 1, nó chính là cột 1 trong cái ma trận E này, cộng với cả A trừ 1 nhân A cột 3 chính là cột 3 trong ma trận E, và cộng với A trừ 1 nhân A cột 5 chính là cột 5 trong ma trận E. Và cộng 3 cái ma trận này với nhau, hay là cộng 3 vector cột này lại với nhau, thì chúng ta thu được cái kết quả đấy là 10101. Thì chúng ta sẽ đến với cái ví dụ thứ 11. Đề bài yêu cầu chúng ta là phải cho ví dụ về hai cái ma trận AB. Hai ma trận AB nó phải khác ma trận đường chéo mà nó thỏa mãn điều kiện đến là A nhân B tất cả mũ 3 thì bằng -7 nhân ma trận đơn vị E. Thì ma trận đường chéo nó là một cái ma trận mà nó phải thỏa mãn đến là các phần tử nằm trên đường chéo ấy, thì nó có thể bằng 0 hoặc không. Nhưng mà tuy nhiên thì các phần tử nằm ngoài đường chéo thì nó phải là các phần tử bằng 0 hết. Các phần tử nằm ngoài đường chéo thì nó phải bằng 0 hết. Thì chúng ta sẽ đi phân tích đề. Thì đầu tiên là chúng ta biết được là ma trận đơn vị E là một ma trận đơn vị, nên là ma trận E mà lũy thừa cấp lũy thừa bao nhiêu lên thì nó cũng bằng ma trận đơn vị E này. Như vậy rõ ràng ma trận E mà mũ 3 lên thì cũng chính bằng ma trận E. Và khi đó thì rõ ràng chúng ta có được đấy là trừ đi căn bậc 3 của 7 E mà tất cả mũ 3 lên thì nó chính là bằng trừ 7 nhân với ma trận E. Như vậy thì nếu mà chúng ta chọn ma trận AB nó bằng trừ đi căn bậc 3 của 7 nhân ma trận E, thì AB tức là mũ 3 chính là bằng trừ đi 7 nhân E. Và đề bài thì không nói rõ là ma trận AB cấp bao nhiêu, nên là chúng ta có thể chọn ma trận AB lúc này nó là cấp 2 x 2 để cho dễ tính toán. Và như một cái bài toán ở trên thì anh đã đề cập, thì chúng ta có thể tìm được vô số cái ma trận A mà cấp 2 x 2 sao cho A bình bằng E. Và nếu mà A bình bằng E rồi thì chúng ta chỉ cần là chọn ma trận B thì bằng trừ đi căn 3 của 7 nhân ma trận A.
Thì khi đó ma trận A nhân ma trận B thì chính là bằng trừ đi căn 3, trừ đi căn bậc 3 của 7 nhân ma trận A bình. Và A bình bằng E rồi nên nó chính là bằng trừ đi căn bậc 3 của 7 nhân ma trận E. Và nếu mà chúng ta gọi ma trận A nó có các phần tử là A, B, C, D thì chúng ta thể tìm được ma trận A để A bình bằng E với A, B, C, D nó thuộc cái tập R. Và rõ ràng là để giải bài toán này thì bài trên thì chúng ta cũng có một cái bài rồi và chúng ta tìm được cái ma trận A nó thỏa mãn đấy là nó bằng AB C trừ A với A bình cộng BC bằng 1. Tuy nhiên nó có hai nghiệm nữa đấy là một nghiệm A bằng E và một nghiệm A bằng trừ E. Thì E và trừ E nó là hai ma trận đường chéo nên chúng ta loại hai nghiệm đó, trong trường này chúng ta không nhận hai nghiệm đó. Và thêm một dữ kiện khác đây là ma trận A và B nó là khác ma trận đường chéo, cho nên là B và C nó phải là các số khác không. Nếu B và C bằng 0 thì ma trận A và ma trận B lúc này nó là một cái ma trận đường chéo. Như vậy trong trường BC khác không thì chúng ta thể chọn ra được BC nó bằng 1. Mà BC bằng 1 rồi thì A bình lúc này sẽ là bằng A bình cộng 1 bằng 1, như vậy A bình bằng 0 và A sẽ bằng 0. Vậy từ đó thì chúng ta có thể xây dựng được ví dụ về một cái ma trận A nó có dạng đến 0 1 1 0. Nó khác ma trận đường chéo. Và ma trận B khi đó là ma trận là trừ đi căn bậc 3 của 7 nhân 0 1 1 0 nhân ma trận A. Và khi mà nhân AB với nhau chúng ta sẽ thu được ma trận là trừ đi căn bậc 3 của 7 nhân ma trận E. Và lũy thừa bậc 3 lên thì chúng ta có được AB tức là mũ 3 thì chia bằng trừ đi 7E. Và đây chính là cái ví dụ về cái ma trận mà nó thỏa mãn cái dữ kiện của bài toán.